Đó, không, đó,
rồi là nhắc cái gì cơ nữa. Thank you.
者每一种合作的好朋友，而物同一个能分分干净的天赋，那成绩总是很完美。但一个物同无的能力的一种合璧，那连连点，哎哎，那个地方有点像什么呢？啊。拜拜。哦，中了，中了。Dừng lại một lúc lâu và lúc được một tiếng rồi có sợ hỏi.
có con, nhưng mà chưa có thấy cô ốm hết gì đấy. Phường chết mất, anh xem lại mình đi, sẽ đi con người mang tuổi và đi sớm về khuya. Có nhà đó cũng chẳng biết, anh làm tổ biết điều gì về anh thế. Mỗi sáng anh đều lên hàng xe chở cho Phương, sau đó liền tụ tập với mấy thằng bạn ở ngoài về. Đến chiều thì lại lang thang tại cái bộ đánh bạc. Đã nhìn Phương phải sắp bộ sẵn đường dối, chờ khi mình hơi có vô tâm trạng. Cần bỏ vụ ăn khuya sang một bên, mức kết định của người khác có nặng. Thì vẫn còn thật ra, Phương phải bắt sang một bên đánh nhà. Từ công dư rồi để nói chơi với anh, mà anh cũng đừng có chối bỏ cái con này đó. Cái lỗ này sự buồn rầu vì thuốc bạc dường như biến mất sau cái kỳ sốt đẹp ấy. Anh cười thầm, cái điều cười ấy không khiến cho ít đồ máy chưa từng bị nắm. Trong đó có cả Phương. Và chỉ có cô mới điên cuồng chấp nhận lấy một con bạc như tên là vui cho cả đời. Thì được chối gì đâu mà con trai lại con gái vậy. Anh liền cười thề trả tay lên bộ của Phương là cho cô thấy cười nhộn. Cứ dần cho người cũng bộ dần đi. Phương bố rồi đáp lại. Mới có người ta làm sao biết được trai gái, nhưng mà người ta thích con gái hơn thì như vậy nó sẽ không học mấy cái thói xấu của bố nó. Trên đường yêu vợ phân trần, vậy nào anh làm gì có thói xấu, chẳng có lại mà vui một chút thôi. Nếu mà em xin em con trai được anh nữa thì mẹ sẽ tự trí là vợ, hoặc là bố tôi mặt. Anh nói cũng phải giữ lời đi. Một dạng người tuổi của Trần bỗng nhiên trở nên điểm thức lạc thường. Gã là người hình sự, làm thứ tư nhân dân. Một chút hồi còn khi sắp được làm bố, Trần chắc tay làm gối rồi mà tin Trần đã suy nghĩ, nhưng đặt tin cho con đã xin. Sẽ phải sắm sửa đồ dùng như thế nào, căn nhà này có cần tân trang lại không? Một loạt những vấn đề phát sinh chỉ sau một câu nói của Phương, tân nhận ra những vấn đề lớn trong thời gian sắp tới để người dùng biết tiền. Càng nhiều tiền càng thức chân. Tôi đây bỏ tay thôi.
cái chuyện này đưa tôi chạy thấy giá nó không về hả?
Quốc ba đến à, có đó thôi thôi quá đi bất thế. Kín hiểu
không? Hả? Được rồi.